Anh Tính, đi ăn ngon, em đói bụng quá. Gì ăn á? Cút. Ý, lộn xào me không? Trời ơi, cút lộn xào me thì nó đại là cút lộn xào me. Vậy cho nó bất ngờ. Lộn xào me được. Ê, mà khoan, cho anh hỏi cái nè. Dạo này seller hay hỏi anh làm sao để bán cho khách quay lại. Chứ bán khách phản lại hồi mệt quá, không bền. À, khách hàng trung thành đúng không? Đúng rồi. Bên em có cách này hay lắm, làm liền được liền luôn. Là sao? Nói nghe coi. Kiểu là khi mà khách hàng mua hàng bên em nha, làm sẽ cho nhân viên em chat liền với khách luôn. Ủa? Kiểu là anh Tính mua em sẽ hỏi là anh Tính ơi, đơn hàng bên em đông quá, anh có cần gấp không? Rồi sao nè? Nếu mà anh cần gấp á thì em sẽ ưu tiên gửi trước cho anh nha. Còn nếu mà khách hàng người ta không cần gấp thì nói là dạ vậy không sao, mình cũng sẽ nhận được hàng sau 1 đến 2 ngày. Mà anh thấy không, khi mà anh đi mua sắm mà một cái shop nào đó mà nó hỏi anh như vậy á, thì mình có cần gấp hay không á, thì mình thấy rất là thích. Với shop đó mình được quan tâm mà. Còn hơn là mình đi mua hàng cái giống như là đi qua đường vậy đó. Không ai quan tâm hết thì mình không có ấn tượng. Đấy, nên đó là lý do vì sao khách rất là thích bên em và trở thành khách hàng trung thành đó. Wow, hay thế. Và về khách hàng trung thành nha, còn rất là nhiều ý tưởng khác. Mọi người có thể truy cập học viện Lazada để kiếm thêm những tip nữa nha. Ok, cảm ơn em. Còn thì bây giờ thì chúng ta đi cút lộn xào me thôi.